lấy vàng của tôi đúng không? Nói cho tôi biết, anh giấu ở đâu? Đêm hôm đang ngủ, vàng bạc nào? Ông bị điên. Có người dân báo mất trộm ở gần đèo Le. Chỉ mới 2 giờ sáng thôi ạ. Vậy là tối nay có 6 vị khách đến đây thuê phòng. Ở đây có 4 người, vậy còn 2 người nữa ở đâu? Dạ còn 2 vợ chồng bán gà nữa. Chắc có lẽ họ đã. Tôi đề nghị các anh gọi 2 vợ chồng phòng kế bên dậy luôn. Tôi không tin là không tìm ra cái số vàng của tôi. Các anh đợi chúng tôi một lát. Thôi thôi, mời mấy người ra khỏi phòng tụi tôi đi. Trời sáng rồi, tụi tôi còn đi nữa. Mọi chỗ anh nghi ngờ đều đã được kiểm tra. Bây giờ mời anh về trụ sở. Nếu cần điều tra gì thêm thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn các anh đã hợp tác. Thật ngại quá, mong các anh thông cảm. Hai cái vali to đùng của hai anh ở đâu rồi? Ở trong phòng này tôi chỉ thấy mỗi cái vali này. Vali gì? Anh đùa à? Thôi thôi, mời mấy anh đi cho. Không, tôi nhớ là có hai chiếc vali thật là to. Nó đâu rồi? Vali gì? Anh đùa à? Thôi thôi, mời mấy anh đi cho. Thiệt là phiền phức. Thì tôi có rờ vào chiếc vali thật là to, nhưng anh cản lại. Anh nhầm rồi, chúng tôi chỉ có hành lý như vậy thôi. Kiểm tra việc này đâu khó, anh chỉ cần cho tôi xem lại camera an ninh hồi chiều là sẽ rõ. Dạ, phía trước nhà tôi có một cái camera, mời các anh đi. Dừng lại đã, chưa làm thủ tục trả phòng chứ mà. Dừng lại đã. Tôi là cảnh sát. Ở đây thông báo có một vụ trộm. Tôi cần anh chị ở lại. Đề nghị anh chị ở lại. Chúng tôi cần kiểm tra vali của anh chị. Thôi, chúng tôi không có liên quan gì đâu. Đứng lại.
Đấy, cài thấy chưa, cài thấy chưa? Đây này, đấy, đấy, chính chúng nó là đồng bọn của bọn này. Này, mày đừng có xúc phạm nghe. Đừng có mà xúc phạm người đồng tính của mày. Cài bắt chúng nó lại, chúng nó là cùng một bọn, chúng nó đã giết hại, chúng nó giết hại hai vợ chồng người con cả. Trong hai chiếc vali này chắc chắn có người. Chính chúng nó lúc nãy đã sát hại hai vợ chồng phòng bên. Chúng tôi đã nghe thấy hết. Việc gì xảy ra thế này? Tôi không hiểu. Tất cả đứng im. Không làm mấy đâu. Tất cả lùi lại. Trời ơi, bà vợ ông bán gà thuê trọ nhà tôi chiều hôm qua. Đúng rồi, đúng rồi. Người phụ nữ này còn sống. Gọi cấp cứu nhanh. Dạ. Thư gì nữa thì xuống nghỉ ngơi xíu đã. Ôi trời ơi, anh không xuống à? Anh hỏi tôi à? Ông nhìn xem, cả xe còn ai, không hỏi ông thì hỏi ai? Này, phải mù thật không đấy? Rồi nhiều giả lắm, chẳng tin. Tôi mắt mũi thế này, chắc ngồi một chỗ thôi. Anh đã biết có hai người trong vali từ lúc ở trên xe. Thực ra thì chúng tôi không có chắc chắn lắm đâu. Nếu chắc chắn thì chúng tôi đã gọi các anh từ đầu rồi. Sao anh biết hai vợ chồng buôn gà đã bị giết? Tối hôm đó, tiếng động từ phòng của hai vợ chồng buôn gà làm tôi thức giấc. Nghe như tiếng la hét,
tiếng rên rỉ. Thú thực với các anh, tôi mù nhưng mà tai của tôi thính lắm. Tôi đoán hai vợ chồng Bôn Gà bị ít nhất 3 đến 4 người hãm hại. Tại sao lúc gọi tôi, anh không nói là có vụ giết người mà anh lại báo mất trộm? Cái này cũng do là chưa chắc chắn. Nếu mà điều tra không ra thì chúng tôi sẽ bị trả thù là chắc. Cho nên một vụ mất vàng của kẻ mù có lẽ sẽ khiến chúng phân tâm, ít chú ý hơn. Tôi vẫn thắc mắc, vì sao anh biết sáu dâu và bảy béo có liên quan? Chính là cái tiếng khạc nhổ, tiếng rít ở trong cổ họng của sáu dâu làm tôi chắc chắn hắn là thủ phạm. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi thấy ngoài hai tên hung dữ đó ra, hai tên còn lại chắc chắn là ở trong vali. Nên anh ấy dựng lên một vở kịch bắt đầu. Cái này phải nhờ anh thợ hồ. Nếu như anh ta không phát hiện ra điều bất hợp lý ở trong hai chiếc vali, có lẽ chúng tôi cũng không có thành công đâu. Cậu tìm hiểu thông tin từ anh mù thế nào rồi? Anh mù quả thật là một người thông minh. Nếu không có anh ta và cả sự dũng cảm của anh thợ xây, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một tội ác. À, mấy tên sát nhân sao rồi anh? Sáu râu chính là kẻ cầm đầu. Hắn đã khai nhận một tội trạng. Dấu vân tay có trên hung khí bỏ cùng vali nạn nhân, rồi hình ảnh camera giám sát ở cổng khi hai tay kéo vali vào nhà nghỉ đều rõ ràng. Còn vợ chồng người Bôn Gà? Cô vợ đã tỉnh. Bước đầu cô ta khai nhận hai vợ chồng có liên quan đến đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Đây có thể là vụ thanh toán giữa các băng đảng với nhau. Như vậy công của anh mù và anh thợ xây là lớn nhất. Đúng rồi. Chúng ta sẽ làm đề nghị khen thưởng cho hai người này. Cậu bàn giao hồ sơ cho phía cấp trên. Dạ. Vụ này có thể sẽ đánh động đến những đường dây lớn khác.